Với chất vải lụa mặc rất thoải mái và cực kỳ mát cho cái mùa nóng như thế này thì đây, các chị là chưa cắm cho mình những cái mẫu đầm có thể mặc đi chơi được, đi tiệc được nào thì mình chọn ngay mẫu đầm này cho em ha. Với một cái chiếc đầm xinh đẹp và màu sắc tươi mới và phối với lại màu trắng cho các chị như thế này đây. Màu vàng mình mặc vô rất là trắng da. Với lại là cái thiết kế nó sẽ dài quai gối thì mình mặc nó nhìn nó rất là lịch sự các chị ha. Có cổ này, có tay cho các chị, thậm chí mình mặc đi làm đều được luôn. Và form đầm sẽ là form suông nhẹ cho các chị, nhưng mà nó vẫn sẽ có ôm theo cái dáng của mình vừa phải thôi, không quá ôm cũng không quá rộng, các chị mặc lên rất là tôn dáng ha. Và cái kiểu này bên em có nhiều màu lắm các chị, chắc là em sẽ chuyển nhanh màu cho các chị coi nha. Lại gần cho các chị coi kỹ nha. Phần cổ sẽ là bản lớn tạo điểm nhấn cho nguyên một cái đầm rất là nhiều, có đến hai hạt nút ở đây cho mọi người tạo điểm nhấn theo chai đầm. Em chuyển sang màu tiếp theo để các chị coi thử là nó gồm ở tổng cộng mấy màu nha. Tiếp theo vẫn là một cái sắc màu nổi bật cho các chị, tông màu đỏ và viền cổ màu trắng, rất là xinh đúng không các chị ơi. Hai tông màu thì màu nào cũng đẹp hết trơn, và màu đỏ này là một cái tông màu đỏ đậm, không phải màu đỏ đô cũng không phải là đỏ tươi các chị ha. Không sợ bị đen da này, cũng không bị quá già. Và màu này em thấy mặc vô nó trắng cực kỳ luôn. Cổ là cái phần trắng của mình, và cái phần cổ này nó sẽ nó bự ra như thế này đây, giúp các chị mặc vô tại điểm nhấn nhiều. Và nó có tay, nó che cái điểm bắp tay cũng như phần vai thôi các chị hết. Dài qua gối nữa, mặc lịch sự, đi chơi, đi làm, đi việc gì đều được. Hai tông màu rồi, em xoay đằng sau cho các chị coi ha. Chị em mặc hơi rộng, em có bóp ở phía sau lưng. Rồi đây, sau lưng nè, phía trước. Rồi bây giờ chuyển sang cái màu tiếp tục là màu thứ ba, đợi em tí xíu nha. Màu sắc thứ ba đây các chị thấy như thế nào mọi người? Như hai màu đầu tiên là hai một cái tông màu nổi bật, màu đỏ với là màu vàng. Thì màu này là một cái tông màu xanh, nhìn nó rất là nhẹ nhàng phối với là màu trắng nữa. Thì hai cái tông màu đều thấy nó hòa quyện với nhau rất là hài hòa các chị ơi. Rất tinh đúng không nè? Chị nào thích nhẹ nhàng thì chọn màu này nha. Thì hai tông màu đầu tiên trong mùa nổi rồi, màu này màu nhẹ nhàng, không biết là cái màu cuối cùng còn lại là màu gì. Em chuyển nhanh cho mọi người xem luôn ha. Màu sắc cuối cùng là một cái tông màu cơ bản dành cho tất cả những chị nào không tự tin mặc màu sáng. Mặc những cái màu như thế này thì gọn người để các chị mà nhìn ốm được bài ký ha. Màu đen và tiếc là cái cổ cái tên vẫn là màu trắng cho mình luôn đây. Rất là nổi bật, xoay một vòng thì các chị coi phía sau lưng nha. Rồi, ở trước có đính nút cho các chị và cái cổ như thế này tại điểm nhấn rất nhiều, phần tay cũng cho khuyết điểm. Em thấy cái đầm này mình mặc vô nhìn xinh lắm, những chị nào đang có em bé các chị mặc vẫn được. Thì cái form nó vẫn là rộng và chất phải có độ co giãn nhẹ cho mình. Bốn màu tổng cộng và còn có size nữa. Chị nào muốn sở hữu một trong bốn màu hoặc là nhiều màu để thay đổi thì gửi cho em mã sản phẩm, số điện thoại, mã sản phẩm bên dưới clip này nè các chị. Hoặc chấm một chấm bên em sẽ báo giá tư vấn size để giao hàng cho các chị nha.